ai đụng tới thằng ngủ này là đụng tới gia đình nó, chứ không có liên quan gì thầy hả? Không liên quan gì tới tôi hết, nghe chưa? Không nói được cơ. Nay mình đi quay phim với thầy giáo Duy An. Thiệt tình là nhìn cái mặt ổng vẫn nghiêm túc, không quen, sặc cơm luôn. Cái gì vậy? Lúc này là thầy tôi chỉ đạo nghệ thuật cho mấy flycam bay rồi nha. Đó, bay tới bay lui, bay xuôi bay ngược. Mà dưới là cái sông. Bay cho cẩn thận vô nha mấy anh ơi. Nghe lời thầy coi chừng mất cái flycam luôn đó nha. Khúc này là thầy An bị chị bán hàng rong hỏi chị ít cặp cái này có với thầy. Thầy đi tới đâu cũng ai cũng nhận ra thầy á, từ quán phở, bún riêu, quán nước, đâu cũng nhận ra thầy á. Thầy giỏi dữ lắm. Vậy vui vậy cũng không có gì mà. Thì nói chung là mình chơi chủ của mình, nhưng mà ý nó cái này làm tháng từ ngày ra ngày, nhưng mà thấy đi xa đục cực khổ lắm chứ chơi đâu. Làm nghề đúng rồi, té rồi này kia nọ. Chảy máu hết trơn. Đó. Quay cả ngày lấy có mấy phút.